Ok, chào mọi người lại quay lại với Devil May Cry. Ta tiếp tục với tập số 9, Mission 9 For You, tìm nơi giam giữ QDA. Trước đánh nhau với cả ông Quedo. Ra ông Quedo là một trong boss thấy là khá là khó nhằn của game đấy, nhưng mà tại mình chơi độ dễ nó chỉ dừng ở mức trung bình thôi. Nhưng mà mức trung bình mình thấy nó vẫn khó, nó trưởng ra. Ok, chém mấy cái này. Giờ phải đi cứu bạn gái. Bỏ vãi. Đây là cái giáo hội kia đây. Tổng hành dinh của cái giáo hội đấy. Chết. À, đi đường dài này chắc lại gặp quái gì đấy, biết ngay mà. Rồi, thấy ngay hai con hiệp sĩ đứng kia rồi. Thêm hai con thằn lằn nữa. Không. Bọn này đánh nhau. Ok. Vậy là bản thân mấy con quái vật của cái giáo hội này, mấy con hiệp sĩ thì nó cũng không ăn nhập với mấy con quái bên ngoài. Con này to vậy. Kỵ sĩ tổng à? Tổng kỵ sĩ à? Một hit luôn. Đâm mà mạnh thế sao ta chơi mày? Khó đây. Tôi bình tĩnh. Chết đấy. Giết mấy con kỵ sĩ bé trước. Rồi làm gì đấy? Không nên làm thế. Không nên làm thế. Nên làm cái này. Đúng rồi. Tắt nhà mà tôi đi. Tôi là một con chết rồi. Tắt con này. Con kia mất khiêng rồi, con này mất khiêng rồi. Ok, vật Buster. Mình có thể giữ nó trên tay không? Giống như là dùng cái khiêng ấy, nó bảo thế mà. Này. Không được. Nên dùng cái khiêng mình lấy của Okredo gì. Bảo mình có thể giữ cái vật trên tay để làm lá chắn chặn đòn. Mà không tôi làm. Phát cái kính này. Không chém vỡ được. Ok, vào đây. Lại có thêm ghế. Có ghế lại chém được. Lại chém được lại có tiền. Fuck. Ok, chém được cái nào. Cái gì kìa? Cái viên mình tìm tím gì kìa? Ok, hồi phục năng lượng. Đấy, viên sao màu tím thì hồi phục năng lượng. Yay. Cái tay mình sáng, ok. Đây có dấu đồ. Thằng kia có cái con đánh. Đây có gì không? Đây không có gì. Đây. Có thể đi ở chỗ này đúng không? Thấy cái này có đường kìa, trên bản đồ kìa. À, không thể vào bây giờ. Ê, mày. Đánh con này. Chém. Chém nó. À. À rồi. Hơn nữa không?
Lên nữa chứ. Phải lên thêm nữa chứ. Tụt hạng bây giờ. Sao không xong không giết nó. Mình phải giết được chứ. Mình chưa mình nhận giết rồi. Lên thêm nào. Thêm cao hơn nữa. Cao hơn A đi. Được S đi. Ok, mình nên phối hợp nhiều cách đánh với nhau thay mình chỉ đánh một cách. Thế nó sẽ lên nhanh hơn. Nên bồi thêm cái Devil Trigger vào. Nào, lại tụt rồi. Gần sắp rồi. Rồi. Oh my god. Tốt công vậy. Mà được một cái viên đá xanh này. Nó cướp máu rồi. Xem cái này được. Đi đây. Cái gì màu đỏ đỏ đây. Có đi về đây được. Đây cái gì. Ok. Mình phải bấm cái đi một chiếc cờ để mình kiếm hạt cái này. Cây đó đấy. Cái thân cây này có thể dùng cái quả của mình làm nó héo không? Tại vì trông nó to quá. Cái cầu nó bị cây nó quấn nó không sập được. Để tìm được khác à. Mày cần làm cái cây nó héo như mày làm trước được mà. What the fuck, sao quay lại còn cái này. Ok, bây giờ mình vào đây rồi. Đau vãi. Đến đây. Này nhanh. Ok, đi vào đây. Ui dồi, lại còn thế này. What the fuck, đi qua kiểu gì bây giờ. Không, nó chỉ phong ấn hết chưa. Oh, what the fuck. Làm gì ơi, mày làm gì ơi. Mày làm gì ơi. Đâm. Fuck. Mất giáp đi. Rồi, mất hết giáp đi. Mất giáp tao chém chết mày. Thằng này chưa mất giáp này. Ô, không phải là mất giáp mà là giáp nó hồi lại. Đúng không? Mà đánh mình nhớ cái đánh mất giáp nó rồi mà. Đúng, mình mất giáp này hết rồi, giáp nó hồi lại. Thế này đi. Được rồi, vào đây. Ok. Đi đây. Để cái gì. Đây là cái gì. Fuck, trông giống như kiểu cái chìa khóa. Ồ, nó hình cái đồ cát. Đồ cát thì mình có thể dùng thời gian à. Hay là slow thời gian lại. Nghĩa là nếu mà mình slow lại mình sẽ đi qua chỗ ấy, cửa kia, cái cửa có cái laser kia. Cây of Cronut. Không gian thời gian, ok. Hoạt động thời gian ngắn. Ok, nó chỉ là một lúc thôi, sau đó mình phải té. Mày té thật là nhanh qua đây. Ok, hiểu. Đi đây, lại có phòng to này. Bắt cái tay nó sáng lên. Đâu đây, nào đây. Ok, ở đây. Chỗ này có cái tượng này.
sao không vào được? Ok, cái tượng này không kích hoạt được. Đi về đâu? Ok, có cái này. Mắt để đâu ấy? Thế là không nhìn thấy. Mắt để đâu ấy Hoàng ạ? Cái thang máy. Thang máy luôn, đi thang máy luôn. Rồi, ngoài thang máy rồi. Cảm ơn. Ở đây. Để tao đoán, phá cửa có quái luôn, biết ngay mà. Nào đánh nhau nào, đánh nhau tích mana nào. Có mana đó nữa còn chơi với con boss. Không chưa? Yên nào. Ok, đi đây. Ôi, còn này nữa. Phải nổi. Lại còn đi thế này nữa, rồi ôi. Không, nó không khó ấy, mình nghĩ. Mình tưởng nó khó mà thực ra nó không khó ấy, mình nghĩ. Ok. Ô, quái băng. Quái băng. Ghê. Khá là ghê. Quả giá gạo khá là ghê. Lên. Kể lên tiếp. Vậy là cái tượng nâng cấp kia nó ở tầng trên cùng. Như thế. Ok, khó hơn rồi đấy. Khó hơn rồi đấy. Đi vào đây nào. Đi vào đâu bây giờ? Ok, đau vãi. Đi qua. Ok, vẫn được. Khóa cửa lại, hãy đánh quái tiếp. Đây là con nào? Cái con thằn lằn này. Nó biết bắn gai. Đi. Tại sao tao đập con kia mà mày chết thế nào? Tao có đập mày đâu? Cái con mình gặp nó không chết. Nó chết cái con mình đập con này phải nó. Ok. Đi lên. Tháp này cao thế. Còn lại mà né là re ai rồi. Đang bên nào? Ở bên này. Ở đây hết à? Có thể mình nhìn thấy cái tượng nâng cấp của mình ở đâu? À đây. Mắt với cả mũi. Cấp cho mà tô lên. Nâng cấp cái này đi. Để giảm mana xuống. Giảm mana thì dùng người Yamato nhiều hơn. Mình chẳng dùng cái này bao giờ thì mình bỏ đi. Mình có dùng cái né đòn này bao giờ đâu. Còn 1.700 không biết lên được gì nhỉ. Chết sót cấp 3. Vừa đủ. Cấp 1 này. Cấp 2 này. Cấp nữa nào, cấp 3 nào. Màu đỏ. Có vẻ mạnh. Ok. Thắt cái ghế không được cái gì à? Gì đây? Đây là trên đỉnh ở chỗ mấy cây à? Ô, KDA. KDA. Lại là mày. Con sán này.
Thế ông Quedo rồi. Ông Quedo ở đây trước mà. Ông Quedo bị thằng này hạ thao ván rồi. Nhà vô kiếm cơm. Thằng kia, dán kia vào đây. Ê. Yên đấy, anh đánh xong con này đến cứu. Có phải mạnh. Ô dê. Ok. Ok, đừng có làm thế, đừng có trao đầu nó. Mình có thể ném con... Đâu vậy? Đừng có chạy được không mày? Tao có thể ném mày, tao ném thằng kia được không? Được. Mày chỉ gọi mấy con ra bảo kê mày ra à? Không đánh nhau được kìa. Chết. Chết đi. Tao muốn tóm mày. Tóm được rồi. Hút máu. Vượt Yamato lên, đúng rồi, cầm Yamato lên kém. Bị công mệnh. Không tóm được nó, ghét vậy. Ồ, nó lại hút máu. Đừng mà nó hút máu nhiều đấy. Nút máu nhiều vậy. Yeah. Mình không thể tóm được con này. Ồ, quậy lửa. Quậy lửa kệ ma mày, tao cứ đánh. Tao có Yamato, tao cứ đánh thôi. Kể cả nó gục xuống rồi mình không tóm được người nữa. Con này vậy. What the fuck. Dồi ôi, cưa máy. Ok, tao không biết phải có trò đấy. Trông khá là ngầu đấy. Lại hút máu nữa kìa. Hút nhiều vậy. Hút vừa thôi. Ok, mày không phải là... Mình nhìn nhầm con này, nó không phải là... Nó là con rán, nó là con muỗi. Vì nó là muỗi, nó phải là hút máu. Ok, hiểu. Mình nghĩ là con rán hay không, nó là con muỗi. Fuck. Chết đi. Nó là cửa máy. Chết đi. Nhanh vào tôi lên. Chém chết nó. Đúng rồi. Chết mà mày mũi. Tao ghét mày còn mũi lắm. Mày vừa giết tao mà không thành công nữa rồi. Xóa cái gì nữa con. What? Cái gì ấy? What? Con hiệp sĩ. Cái con hiệp sĩ. Chạy mất rồi. Mày té rồi. What the fuck giáo chủ. Ok. Kích hoạt cái gì cơ?
Fuck, nó bắt người yêu đi rồi. Nó vậy. Tay không luôn, vứt kiếm bằng tay không luôn. Bất tỉnh kìa. Ok, nắm lại cái dây chuyền. Sức mạnh của Spada. Mắt đỏ. Mắt đỏ là không vui. Má quỷ rồi. Mà đây đâu phải lúc mày ngồi mày khóc ở đây. Mày còn phải giải cứu người yêu mày nữa mà sao mày ngồi đây mày khóc? Ok, xong ván này rồi này. Ô, S luôn kìa. À, hai cái S nhưng mà một cái C mới được A. Ok. Ý là đó cái tay của mình nó vừa mất kết nối thì mình vừa đá vào cái dây. Ok, nhưng mình bây giờ lại đây rồi thì đấy là tập tiếp theo của Devil May Cry 8/9 nhật 9 luôn. Thì mọi người em tập sau của mình, bye, mai mình sẽ làm tiếp.